Rồi, các bạn tập trung ta sang bài số 3, đề số 7. Ở bài 3 đề số 7 thì trong cái đề số 7 này thì bài 3 lại là bài dễ nhất trong 3 bài. Thì đề bài người ta yêu cầu tính tổng bình phương các chữ số từ 1 cho tới n bình. Nhá, tính tổng bình phương các chữ số tự nhiên từ 1 cho tới n bình. Nó có tính bởi công thức gì? Có ai còn nhớ không? 1 bình cộng 2 bình cộng 3 bình thì bằng gì? Cộng n bình. Nhân gì nữa? Không được tra. Nhân mấy phát? Rồi, như vậy thì ta nhận thấy là 1 bình cộng 2 bình cộng 3 bình cộng n bình sẽ là bằng là n nhân n cộng 1 nhân 2n cộng 1 chia 6. Nếu mà ta nhớ được công thức, nếu không nhớ được công thức thì để tính tổng này thì chúng ta cứ for y chạy từ 1 đến n, s thì bằng s cộng với y bình. Đúng không? Rồi, bây giờ người ta yêu cầu là đếm số lượng số 0 tận cùng cuối cùng của chữ s. Ví dụ như khi tính tổng S thầy thu được là bằng 5200 thì nó có mấy số 0 tận cùng? Nó có 2 số 0 tận cùng. Được chưa? Như vậy thì với cái bài toán này thì ta nhận thấy là đề bài người ta cho rất nhiều các giá trị N. Cứ với mỗi giá trị N ta thu được một giá trị S. Và người ta hỏi rằng với mỗi giá trị S đấy thì có bao nhiêu số 0 tận cùng của nó. Vậy thì để làm được cái việc này thì các bạn nhận thấy đề bài input của bài toán là ta nhập N vào giấy NI, ta khai báo một cái mảng NI và output của bài toán là ta đưa ra cái số lượng số 0 tận cùng tương ứng với tổng S này. Vậy thì ta tổ chức một cái hàm đi tính tổng bình phương các số tự nhiên từ 1 cho tới U bình. Để làm được việc này thì ta sẽ thực hiện công việc khởi tạo S bằng 0, ta cho Y chạy từ 1 cho tới U và S của ta sẽ bằng là S cộng với Y bình. Ở đây thì khi ta S bằng S cộng với Y bình, ta nhớ ép kiểu dữ liệu thằng S lên nhé. Ép lên ở đây bằng 1LL nhân với Y bình, sau đó ta return S. Vậy thì nếu không nhớ được công thức thì ta sử dụng ngay cái hàm tính tổng này cho nó nhanh. Được không? Quan trọng nhất là tính tổng bình phương các chữ số tự nhiên được rồi. Rồi bây giờ ta quay trở về là hàm đếm số lượng số 0. Để đi đếm số lượng số 0 tận cùng của S thì ta có rất nhiều cách. Ta lần lượt cắt chữ số ở hàng đơn vị, ta kiểm tra xem nó có bằng 0 hay không, bằng câu lệnh while. Được không? Ok chưa? Nếu nó bằng 0 ta tăng biến đếm lên, nếu nó khác 0 thì ta bay ra ngoài luôn. Được chưa? Như vậy chừng nào mà thằng n chia dư cho, như vậy ta có thể tổ chức được cái hàm đấy như sau. Là ta tổ chức tên hàm là đếm số. Các bạn cùng quan sát nhé. Để đi đếm số lượng số 0 tận cùng của một số thì thầy trò mình sẽ thực hiện cái công việc là tất nhiên ta phải cần một cái biến đếm khởi tạo bằng 0. Vậy thì chừng nào cái thằng S của thầy mà chia dư cho 10 chia dư cho 10 mà đang còn bằng 0 thì chứng tỏ rằng cái số ở hàng đơn vị đang là một số 0. Đúng không? Nó đang là một số 0, vậy thì thầy tăng biến đếm lên một đơn vị. Sau đó ví dụ như số 5200 thầy cắt số 0 quăng đi, vậy thì khi đó biến S của thầy bằng S chia chữ nguyên cho 10. Vậy thì nó còn 520. 520 có chia hết cho 10 không? Có chia hết cho 10. Vậy thì ta tăng biến đếm lên, S còn lại bằng số 52. 52 có chia hết cho 10 không? Không chia hết, vòng lặp while dừng. Ta thu được D là số lượng số 0 tận cùng của S. Vậy thì ta return thẳng D. Được chưa? Như vậy cái cách này thì ta thấy rằng nó rất rõ ràng. Còn phương pháp khác ta chạy bằng cơm, ta convert nó sang sâu, thì có phải số 0 tận cùng đó chính là số lượng ký tự 0 tận cùng của sâu đó, đúng không? Vậy thì ta for từ cuối sâu về đầu sâu. Nếu ký tự nào mà bằng ký tự thứ SI nào, nếu ký tự SI mà bằng 0 thì ta tăng biến đếm lên. Gặp phải một cái thằng khác gặp SI thì ta break ra ngoài và ta thu được D là kết quả. Có được không Bình Minh? Vì 5200 thì đang for từ cuối for lại thì gặp số 0 đầu tiên nhá, nó đếm nhá, gặp số 0 thứ hai đếm nhá, gặp số 2 phát nó bay ra ngoài luôn. Được chưa? Nó ý của Bình Minh đang hỏi là ở giữa số 5, số 0, số 2 đúng không? Thì nó đến số 2 đấy nó đã bay ra ngoài luôn rồi.
Đấy. Ok, làm đi. Mày Còn đi đâu? thật Vớ vẩn. Mới có 4 giờ năm đi đâu? Em 4 giờ em phải về rồi, nên em phải làm đi. Không đi đâu. À, không, ca này học đến 5 giờ cơ mà. Mới 6 giờ mà mày sao? Ơ chứ em nghe tưởng cái hàm Tổng Bình Phương. Đây, à hàm Tổng Bình Phương đây. Hàm Tổng Bình Phương có gì đâu, đúng không? Như vậy thì với cái thuật toán như trên thì ta đã giải quyết được bài toán một cách khá nhẹ nhàng, được chưa? Rồi tiện tiện đây để thầy giới thiệu luôn thuật toán cách thứ hai để các bạn nắm luôn. Thì rõ ràng đi tìm tổng bình phương các chữ số của một số nào. Để đi tìm tổng bình phương các chữ số của một số thì ta đơn giản nhất là ta áp dụng công thức bằng n nhân n cộng 1 nhân 2n cộng 1 chia 6 nhá. Và phải nhớ được công thức này. Khi đó để đi đếm được số lượng số 0 tận cùng của một số nguyên dương S, ta nhận thấy rằng để tạo ra được số 0 thì nó là kết quả của phép tính số mấy nhân với số mấy? Số mấy? Số mấy nhân với số mấy nó tạo ra đuôi số 0 được? Số bé nhất, hai số bé nhất mà nhân với nhau ra đuôi 0 được. Phát ngoài số 0 ra có số mấy nhân với số mấy mà đuôi có đuôi số 2 và số 5. Như vậy thì số lượng số 0 về bản chất nếu ta phân tích S thành tích các thừa số nguyên tố, thì giả sử thầy phân tích S thành tích các thừa số nguyên tố thì S của thầy được là bằng 5 mũ 7 nhân với 3 mũ 4. Thì theo các bạn thì cái số này nó có bao nhiêu số 0? 2 mũ 4. 5 mũ 7 nhân với 2 mũ 4 nó có mấy số 0? Nó có 4 số 0. Biết tại sao có 4 số 0? Bởi vì rõ ràng thằng 5 mũ 7 này nó sẽ là bằng 5 mũ 3 nhân với 5 mũ 4 nhân với là 2 mũ 4. Đúng không? Và đây thì ta gom thằng này lại với nhau thì nó sẽ là được là 10 mũ 4. Vậy thì cái thằng này thì nó sẽ là bằng 5 mũ 3 nhân 10 mũ 4. Đấy. Và với 10 mũ 4 nó có mấy số 0? Nó 4 số 0. Như vậy thì nếu ta phân tích số n thành tích các thừa số nguyên tố, số S thành tích các thừa số nguyên tố, thì số lượng số 0 đó chính là bằng min của số mũ của hai thằng này. Min số mũ của hai thằng này, đúng không? Bởi vì khi ta ghép thì ta sẽ ví dụ như là 5 mũ 3 và 2 mũ 7 thì ta chỉ ghép được lấy 3 thằng 5 thôi. Với 3 thằng 2 thì, như vậy thì nó sẽ min con số mũ của nó. Từ đó thì ta nhận thấy rằng là ta sẽ quay về là phân tích số n số S này thành các cái thừa số nguyên tố chỉ bao gồm số 5 và chỉ bao gồm số 2. Các thừa số 3, 7, 11, 13, 17 mình không quan tâm. Vậy thì ta nhận thấy rằng bài toán là hỏi rằng với số nguyên dương S nó chia cho 5 hết bao nhiêu lần thì ta thu được S mũ ấy. Thầy gọi D2 là số lượng số mũ của 2, D5 là số lượng số mũ của 5. Vậy thì khi đó thì thầy thực hiện công việc chừng nào thằng S của thầy đang còn chia hết cho 5 và S đang còn lớn hơn 0 thì thầy gắn S bằng S chia cho 5. Được chưa? Và khi đó số mũ của số 5 thầy tăng lên. Sau vòng lặp này thầy thu được D5 là số mũ của số 5. Ở đây thầy khởi tạo S bằng S0 bởi vì sau vòng lặp quay này S của thầy nó đã rút gọn hết cho 5 rồi. Đúng không? Vậy thì thầy phải khởi tạo nó bằng cái S ban đầu để thầy lại bắt đầu phân tích nó lại một lần nữa. Thầy chia tiếp nó cho 2. Đấy, phân tích nó cho 2. Vậy thì sau khi thầy phân tích nó cho 2 thì thầy sẽ thu được D2 là số lượng số mũ của nhá. Số mũ của số 2. Vậy thì kết quả của bài toán như khi nãy ta chứng minh được rằng số lượng số 0 tận cùng của biến S nó chính bằng số mũ nhỏ nhất của thằng số 2 và số 5. Đấy, và khi đó thì ta quay về bài toán của chúng ta sẽ cài đặt gọn nhẹ hơn. Ta nhập N và dãy nhập T và dãy NI và ta khai báo hai cái mảng S và mảng T. Ta với mỗi giá trị NI ta đi tính tổng bình phương các chữ số, tổng bình phương các chữ số tự nhiên từ 1 đến n bằng cái hàm rút gọn. Và khi đó ở chương trình chính các bạn thực hiện cho y chạy từ 1 đến t tương ứng với bộ test và ta gọi q bằng đếm số lượng số 0 tận cùng của thằng SI.
Vậy thì với cái thằng SI này thì ta phân tích nó thành tích các thừa số nguyên tố, thì sau đó ta thực hiện đưa nó ra. Như vậy thì cái bài toán này thì làm theo cách 2 này, các bạn nhận thấy giải thuật nó tối ưu hơn rất nhiều nhá. Ok chưa? Như vậy ở cách 2 này các bạn còn gặp khó khăn thế nào không? Một, nhớ được hàm tính tổng. Hai, đưa ra được một tính chất số lượng số không tận cùng của n khi phân tích n thành tích các thừa số nguyên tố. Thực tế cái việc khởi tạo lại s ban đầu ta có thể bỏ đi được nhé, bởi vì khi nó chia cho 5 thì nó không ảnh hưởng gì đến việc chia cho 2 cả, đúng không? Rồi bây giờ ta quay trở lại cách 1 cho bạn Hưng và quan sát. Cách 1 đầu tiên là tính tổng bình phương chưa? Rồi. Hàm đến số lượng số 0 ok chưa? Theo cách 1 này. Rất tự nhiên đúng không? Đến theo số học. Đoạn nào đấy Hưng? Ở trên á? Cái điểm số này. À cái điểm số. Thế là cái điểm số trên hay cái điểm số dưới? Dùng cái nào cũng được. Cái này là tiếp cận theo sâu, còn cái này tiếp cận theo số nguyên. Có một số bạn rất thích làm theo kiểu số nguyên này để cắt chữ số hàng đơn vị. Đấy. Nó khá dễ sử dụng. Dùng câu luôn nhá. Ông Hưng cấm gửi câu cho ai nhá. Để cho mấy ông phải tự cốt rồi phần này. Đâu T đó chính là số 3 đấy. Đâu trong đề này người ta thông thường đây là N, đây là AI đúng không? Bây giờ người ta đổi tên biến nó đấy. Chú Phát và Bách ok chứ chỗ này chứ? À, cái bài này là một bài khá dễ so với cái bài số 1 và bài số 2. Và bài này chỉ có mỗi khó mỗi cái là làm sao nhớ được công thức là 1 bình cộng 2 bình cộng n bình bằng là n nhân n cộng 1 nhân 2 n cộng 1 chia 6. Và bài này hay thêm là một cái nó đưa ra tính chất là số lượng số 0 tận cùng của một cái số nguyên dương S là bằng số lượng số mũ của số 5 và số lượng số mũ của số 2 lấy min của nó. À, T là số lượng giá trị n thôi mà. Dòng đầu tiên mình xây T for i chạy từ 1 đến T, ta xây rằng i n i bằng n ấy, bây giờ đóng vai trò là một mảng một chiều. Chỗ này ta khai báo cái mảng này kiểu long long nhé. Bởi vì tổng bình phương các chữ số của một số thường rất lớn. Nó thường là khoảng tầm 10 đến 18. Khi nhỏ hơn bằng T. Rồi như vậy ở trong đề số 3, như vậy tới từ thời điểm này trở đi ta đã có từ đề số 1 đến đề số 7. Nhiệm vụ trong từ giờ đến ngày 15 là các bạn sẽ hoàn thành 35 bài này và các bạn nộp bài lên trên server nhé. Bởi vì sau ngày 15 là ta bắt đầu chỉ luyện mỗi thi trên giấy không dùng máy tính nhé. Cái đưa thi ra phải ngoài cái giấy, nếu không thì nó sẽ đưa ra cả một dãy. Đúng rồi, ta phải đưa ra một dãy mà. Cứ với mỗi giá trị n đưa ra một quy, mỗi giá trị n đưa ra một quy. Đưa quy ở trong kho chứ. Quy là số lượng số 0 tương ứng với giá trị ni đấy. À tương ứng với giá trị. Thế là for xong rồi s i đồng. S i đồng. Rồi ok. Các bạn cố gắng nộp cho đủ 36 bài nhá. Cái đề số 2 nó có 6 câu đấy. Câu đến đề số 7 là à khoan chưa, 6 6 5 30, 30 với 3 là 33, 33 với 1 là 34 bài thôi. Nên các bạn cố gắng nhé. Xong để từ ngày 15 trở đi thầy trò mình sẽ làm đề mới và thi viết trên giấy hoàn toàn. Phân bổ thời gian làm bài hợp lý nhé. Rồi chúc các bạn thành công. Quay nộp bài này chưa nhỉ? Các bạn
cũng làm xong chưa? À, mấy cây 2 hay cây 1? Ừ. Đây đúng không? Đây bên đây. Mày không?